cặp đôi đầu tiên đang bước ra sân khấu với trang phục chiếc áo quần jean và áo thun năng động. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón bé Gia Huy và bé Phát Hương. Đang sải bước trên sân khấu là một bộ trang phục vô cùng hip hop. Hip hop không chỉ là trào lưu, nó còn là phong cách thời trang. Thời trang hip hop cùng với sự phát triển cũng được nâng lên một tầm mới và hòa chung vào hơi thở của thời trang hiện đại. Hãy chào đón bé Duy Khang và bé Thảo Nguyên. Vẻ đẹp duyên dáng mà còn góp phần làm đẹp thêm những giá trị đặc sắc